xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc Tiến rồi à, mình phải để cái màn hình của uh, sàn giao dịch FTX ở ngay đầu tiên này ở trong cái video này với các bạn và cái video này thì Ngọc sẽ uh, không tức là lúc đầu Ngọc định không làm cái video này bởi vì nó cũng là một cái sự kiện mà không có gì là uh, tích cực cũng không có gì vui vẻ cả đối với cái thị trường crypto này thế nhưng thực sự À, sau đó Ngọc suy nghĩ trong 3 ngày vừa qua, nếu như Ngọc không làm cái video này thì những cái bài học, những cái đúc kết và những cái sự kiện này nó nó không được thêm một người nữa lưu giữ ở ở trên internet. Ý của Ngọc là gì? À, Ngọc làm cái video này để chính bản thân mình nhắc cho mình rằng đã có một cái sự kiện của sàn FTX xảy ra ở tháng 11 của năm 2022 này và đây là một cái bài học cực kỳ lớn đối với Ngọc luôn. Tất nhiên ở trong cái thị trường crypto này trước đây thì đã có rất nhiều bài học rồi và Ngọc trong 5 năm qua từ năm 2017 đến nay thì Ngọc đã đúc kết được rất nhiều các bài học mà Ngọc có con nốt lại ở trên cái tài khoản Twitter của mình uh, ở trên này. Um, tức là ví dụ như ở năm 20 2017 thì các bạn thấy là Ngọc đã từng chứng kiến cái sự sụp đổ của làn sóng ICO và cụ thể là cái dự án Bitconnect năm 2017 sau đấy thì cái sự kiện mà Trung Quốc cấm tuyệt đối crypto từ năm 2017 cho tới hiện tại luôn thì cái cuối năm 2017 và năm 2018 nó diễn ra cái sự kiện đó và nó kéo dài cái mùa đông crypto đến tận năm 2020 và sau đấy thì cái mùa tăng trưởng nó đến và gần đây các bạn thấy có những cái sự kiện này là cái sự kiện USD/USDT của Luna và à, sự sụp đổ của các cái quỹ đầu tư ví dụ như Thuy Aero Capital này hay là Voyager hoặc là Celsius à, mới gần đây thôi tưởng rằng là cái sự sụp đổ đấy nó không nó đã quá mức độ rồi và trong năm nay thì không còn cái gì có thể gây ra thêm một cái cú đâm mạnh cho thị trường crypto nữa thì bất ngờ trong vòng 3 ngày qua cái sự sụp đổ của sàn FTX nó là một cái sự kiện mà Ngọc phải nói nó là thiên nga đen của cái thị trường này, không ai có thể nghĩ sàn FTX một cái sàn gần như là cái sàn đứng thứ hai chỉ sau sàn Binance thôi uh, lại sụp đổ. Và trong 3 ngày qua đến mức độ như vậy Và các bạn thấy ở Trên màn hình Ngọc uh, Trên một cái post ở trên Facebook Ngọc đã phải để cái hình ảnh của Sam Blank Minh uh, Phi Đây là cái người mà sáng lập ra cái uh, quỹ yeah, Alameda Research Và sau đấy là sáng lập cái sàn giao dịch FTX Và năm nay mới chỉ 30 tuổi cách đây 3 ngày thì Sam bankman Phi còn là một cái cái thần tượng của cái uh, của cái những cái người trẻ tuổi mà biết đến tài chính, biết đến crypto. Đây là một thần tượng. Và thậm chí là đây là cái người giàu thứ hai ở trong cái thị trường crypto này, tức là sở hữu trong tay cái giá trị tài sản là các bạn thấy đến 10 14 tỷ đô la. Nhưng chỉ sau một đêm thôi các bạn, chỉ sau một đêm uh, vào cái ngày sáng ngày 10 tháng 11 thì chính thức trở thành một cái con nợ và ước tính là hiện nay tất cả 14 tỷ đô la đã đã biến mất thành con số 0 và còn có khả năng đang nợ đến gần 1 tỷ đô la, tức là 650 triệu đô gần gần 1 tỷ và đã đã có một cái sự kiện nó xảy ra như thế nào thì ở trong video này Ngọc sẽ cố gắng sâu chuỗi những cái uh, dấu mốc quan trọng nhất ở trong 3 ngày qua dẫn đến cái sự sụp đổ của của FTX để các bạn hiểu và thông qua cái cái việc chúng ta hiểu cái sự kiện này ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái bài học cực kỳ lớn mà thực sự là tham gia vào trong cái thị trường crypto này ấy, cái thị trường tài chính Ngọc cảm thấy là ồ oh, đây là những cái bài học mà phải nói rằng là chỉ khi nào mà mình sống trong cái thị trường này, mình tiếp cận cái thị trường này, mình chứng kiến cái thị trường này thì sau này mình mới có thể trải nghiệm và mình tự rút ra cho mình một bài học thì Ngọc cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái bài học mà Ngọc rút ra thêm ở cái sự kiện FTX này để chúng ta chuẩn bị cho cái việc tiếp theo, cái cái hoạt động đầu tư tiếp theo của chúng ta sẽ là gì. Bởi vì thực sự là cho dù là cái sự kiện nó có lớn đến đâu và xảy ra như thế nào nó khiến cho thị trường đun mạnh cỡ bao nhiêu thì Ngọc tin chắc rằng thị trường nó xuống rồi nó lại có cách nó tìm ra được cách nó dần dần nó bình phục thì nếu như chúng ta không sau những cái sự kiện này mà chúng ta còn ở lại thì chúng ta là những con người mà đã từng trải nghiệm đã có rất nhiều kinh nghiệm thông qua những bài học qua những cái sự kiện như thế này đó thì các bạn thấy là trở lại với nội dung chính thì các bạn thấy là nói về sàn giao dịch thì ở trên thị trường đó các bạn thấy là à, có có cái sàn lớn nhất thì các bạn thấy là sàn à, Binance các bạn đã thấy sàn Binance và sau đấy thì à, có cái sàn FTX thì thực sự với Ngọc đó, thì à, cái cái sàn Binance là cái sàn mà Ngọc sử dụng nhiều nhất và sử dụng từ năm 2017 nó ra đời từ năm 2017 còn cái sàn FTX này thì à, Ngọc nhớ là nó ra đời bắt đầu từ khoảng năm hai cuối năm hai, 2019 đầu 2020 và thực sự là Ngọc cũng cũng không sử dụng nhiều lắm cái sàn này. À, tuy nhiên Ngọc có có giao dịch và ở trên cái sàn FTX này thì các bạn thấy là hiện nay á, À, nếu mọi người hỏi là sau cái sự sụp đổ của sàn FTX thì Ngọc còn à, có bị mất tiền hay không thì có mất một chút một các bạn ạ có mất một chút bởi vì là khi mà à, trước đấy thì thì khi mà bắt đầu các sự kiện nó xảy ra thì Ngọc đã rút các cái khoản tiền của mình ở trên này và sau đấy thì À, nó còn kẹt lại một số tiền ở trong ngày ngày 9 tháng 11 11 vừa rồi thì uh, sàn FTX không cho withdraw không cho rút tiền nữa và hiện nay ở trên cái trang chủ của sàn FTX các bạn cũng thấy là uh, thông báo là là hiện nay không thể withdraw được chưa và Uh, cái dòng này có thêm trong một hai ngày hôm nay này đó, tức là có liên quan đến đồng trôn BTT uh, đồng sân thì cái này nát Ngọc sẽ chia sẻ tại sao lại có xuất hiện những cái đồng này ở trong cái sự kiện nó là ở cuối sự kiện rồi. Thì quay trở lại quay trở lại các bạn thấy là uh, vào uh, vào khoảng ngày 6 tháng 11 thì CZ là người sáng lập ra founder của sàn Binance đó, đăng một cái tweet gồm uh, 4 phần một bộ phần thì ý của uh, của CZ á, ở cái thời điểm ngày mùng 6 tháng 11 thì nói là Binance chính là một cái nhà đầu tư uh, của sàn FTX vào năm uh, khoảng năm 2019 và cái số tiền mà Binance đã nhận được sau cái cái khoản đầu tư ban đầu uh, và cái số tiền mà nhận về đó là khoảng 2,1 tỷ USD và cái số tiền đấy được trả bằng cái đồng FTT và đồng BUSD. Đồng BUSD này thì là cái đồng ổn định của sàn Binance, tức là FTX đã trả cái phần lợi nhuận đấy cho sàn Binance bằng hai cái đồng này và cái đồng FTT này các bạn để ý này. Đây mới là cái mấu chốt của cái sự kiện này. Đồng FTT này là đồng coi sàn của sàn FTX được chưa thì cũng giống như là cái đồng BNB là đồng đồng coi sàn của đồng uh, của sản, đồng coi sàn của cái sàn giao dịch uh, binance và ở đây CZ nói là uh, tức là những chúng tôi tức là thực ra khi mà CZ viết cái tweet này thì ngọc nghĩ là CZ đã thấy được cái cái vấn đề của cái sàn FTX rồi cho nên bắt đầu đăng cái tweet này để nói rằng là uh, sàn sàn binance sẽ bắt đầu bán tất cả những cái đồng FTT này à, với cái giá trị là khoảng 2,1 tỷ USD à, và lúc này thì CZ không nói rõ là cái lý do tại sao mà chỉ nói là tại vì là đã thoái vốn đã đầu tư thì bây giờ không muốn giữ cái đồng FTT này nữa và muốn bán. Thế nhưng qua cái tweet này thì cộng đồng và một số cái trang báo lớn ấy đã phân tích và có một số tìm kiếm ra một cái số dữ liệu thì cho rằng uh, là sàn FTX có vấn đề thì cái vấn đề đấy ở đâu vấn đề đó đó là các bạn biết rằng Sam bankman Phi đó thực ra trước khi mà sáng lập sàn FTX khi mà còn rất trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi thì Sam bankman Phi sáng lập ra cái quỹ Alameda Research và cái quỹ này bây giờ hiện vẫn hiện vẫn đang hoạt động song song với sàn FTX nha à, thì các bạn thấy là cái quỹ này thực ra là một cái uh, không phải cái quỹ, một cái công ty uh, có chức năng là giao dịch trading ở trên thị trường crypto và Sam Bankman Phi đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua hoạt động của cái quỹ này bằng cách là thực hiện những cái chiến lược giao dịch và dần dần trở thành tỷ phú và khi mà sáng lập ra cái sàn FTX này này thì sàn FTX này sẽ phát hành ra cái đồng coin FTT FTT. Thì các bạn thấy là có rất nhiều nhà đầu tư trong vòng 3 năm vừa qua đã đầu tư vào sàn FTX với số tiền lên đến 10 tỷ đô la. 10 tỷ đô la. Thì các bạn thấy là khi một nhà đầu tư người ta đầu tư vào trong cái quỹ này thì sau đấy sàn FTX phát triển hoạt động trong mùa tăng trưởng vừa rồi thì các bạn thấy cái mấu chốt của cái đồng FTT này này là một cái đồng mà có thời điểm nó đã tăng đến khoảng à, Ngọc nhớ là hình như là khoảng trên 50 đô đó, 60 70 đô trong mùa tăng trưởng. Và cách đây vài ngày thì nó còn ở đang cái cái phần uh, cái mức giao dịch là gần 30 đô. Thì sau khi mà có cái thông tin của CZ đăng cái này, tức là muốn bán hết tất cả những cái đồng FTT và không nói nói lý do thì Caroline, Caroline là CEO của uh, Alameda Research có đăng một cái tweet ở trên Twitter nói rằng nếu mà CZ mà bán tất cả những đồng FTT này thì Alameda Research sẵn sàng mua lại mua lại tất cả FTT với giá là 22 đô, 22 đô. Thì cộng đồng mới bắt đầu thắc mắc là tại sao tại sao họ không thỏa thuận họ bán họ bán uh, với nhau mua với nhau mà họ phải mang lên trên Twitter để một người nói là bán toàn bộ và một người nói là mua với 22 đô. Và lý do không phải tại sao không phải là 25 đô, không phải 20 đô mà là 22 đô. Thì mọi người mới bắt đầu suy nghĩ được à cái mức giá 22 đô của cái đồng FTT này có thể là cái mốc rất là quan trọng. Được chưa? Thì sau đấy câu chuyện nó cũng trao đổi qua lại qua lại nhưng sau đấy các bạn thấy là uh, FTT bắt đầu được bán ra trên thị trường bởi vì là người dùng người ta bắt đầu lo sợ. Và cái mốc 22 nó là cái 22 đô nó là cái mốc rất là quan trọng. Và sau đó các bạn thấy là đồng FTT đã chỉ trong vòng ngày 9 ngày 10 đã bị xả cực kỳ mạnh. Ngọc sẽ tìm cái đồng FTT cho các bạn thấy. Hiện nay đồng FTT hiện nay nhé, sau khi đã tăng trưởng thì bây giờ đang ở mức các bạn thấy là à 3.2 đô đây các bạn thấy là ở cái ngày đây 20 mức 23 24 đô ở ngày mùng 7 tháng 11 sau khi đó mọi người lo sợ từ cái tweet của Caroline nói là có thể mua lại 22 đô thì mọi người bắt đầu bán giống như thị trường bắt đầu bán dò 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 thì bán đến 21 đô thì nó đã chạm dưới cái mốc 22 đô và sau đấy không thấy ai mua lại không thấy ai mua lại tức là cái mức giá 22 đô thì Caroline là CEO của Alameda Research hứa là sẽ mua lại tất cả số FTT trên thị trường hoặc là của CZ bán với giá 22 đô nhưng khi nó rớt về 21 20 không thấy ai không thấy lực mua ở trên thị trường thì mọi người nghi ngờ rằng là là sàn FTX và quỹ Alameda Research thực sự là không có tiền các bạn ạ. Không có tiền. Và sau đấy cứ bán cứ bán Thì cuối cùng cũng không thấy ai đỡ thị trường cả Và như vậy là nó sụp 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 Các bạn thấy là khi mà mọi người ồ ạt lo sợ Trên thị trường bán ra toàn bộ Mà không không thấy lực mua trở lại Không thấy nguồn tiền đổ vào mua Thì các bạn thấy là giá nó kéo xuống Nó đâm rất rất nhanh Và có thời điểm nó xuống chỉ còn 2 đô 2.0023 đô Tức là giảm chỉ trong vòng 1, 2, 3 ngày Nó giảm đến bao nhiêu lần các bạn À, giảm tới à, giảm gần như là chia ra 10 lần, chia ra 10 lần. Thì các bạn thấy là là nó có một sự rớt giá cực kỳ khủng khiếp. Thì sau đấy, sau đấy các bạn thấy là à, lúc này thì mọi người tất cả mọi người đều biết rồi, tức là sàn FTX thực sự không có tiền, không có tiền luôn. Và lúc này á lúc này thì các bạn thấy là bắt đầu người dùng rất là lo sợ và kéo vào sàn FTX rút tiền trong ngày 8 ngày 9 ngày 10 lượng tiền rút ra hàng ngày tới 5 tỷ đô la mỗi một ngày và dần dần thực ra đến ngày mùng mùng 9 là gần như mọi người rút nhiều người không thể rút được tiền nữa tức là thiệt thực hiện lệnh rút nhưng mà cái lệnh rút của của sàn FTX chỉ là request để đó thôi chứ không được xử lý cá nhân Ngọc cũng còn một chút tiền ở trong sàn FTX ngày và Ngọc rút cái ngày đó thì cái lệnh request hiện nay nó vẫn còn ở trên đấy còn tiền không không về thì nhiều người kẹt tiền ở đó rất nhiều thì lúc này cộng đồng chắc chắn rằng sàn FTX đang bị mất thanh khoản thì cái chữ mất thanh khoản ở đây á, sau đó thì chúng ta cũng phải phân tích lại là à, Tại sao một cái sàn lớn như vậy kèm theo một cái công ty một cái quỹ, cái công ty rất lớn là Alameda Research, rất nhiều tiền như vậy mà khi người dùng rút tiền thì rút không được. Thì ở đây cái tính thanh khoản là gần như bị mất thanh khoản giống như kia và thông qua cái sự kiện banh run tức là mọi người ồ ạt đến ngân hàng đến một sàn giao dịch rút tiền thì cái việc mất thanh khoản là cái điều đương nhiên lúc đầu mọi người chỉ nghĩ rằng là tại vì là do mọi người lo sợ quá rút tiền từ sàn ftx ra thì không có đủ tiền thì có lẽ là tạm thời mất thanh khoản rồi từ từ uh, sàn ftx sẽ sẽ lấy tiền sẽ rút tiền ở những cái nơi khác về để cung cấp thanh khoản vào trong vào trong sàn ftx thế nhưng uh, cuối cùng thì các bạn thấy là uh, có nhiều tài liệu đưa ra thấy cho rằng là thực sự đó tất cả những cái tài sản những cái tài sản của Sam bankman Phi này, những cái tài sản trên giấy tờ trên bảng kế toán của uh, Alameda Research và của sàn FTX và của Sam bankman Phi tất cả đều chỉ là cái đồng FTT mà thôi, FTT mà thôi. Uh, tức là để Ngọc giải thích sâu hơn chỗ này này, tức là Ví dụ như tất cả chúng ta gửi tiền vào trong sàn FTX, gửi Bitcoin, ETH rồi đủ tất cả những cái đồng coin. Thì có khả năng sàn FTX đã mang tất cả những cái tài sản thật đó, những cái đồng coin đó để chuyển qua Alameda Research. Chuyển qua Alameda Research vì lý do gì thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà khi tiền vào trong sàn FTX của người dùng thì Sam bankman Phi chuyển tất cả số tiền này sang cho quỹ Alameda Research để Alameda Research thực hiện công việc là trading trên thị trường hay là đầu tư vào đây vào đây hoặc cái việc đó chúng ta không không rõ. Thế nhưng thực sự là tiền đã không còn ở trong sàn FTX nữa và sàn FTX thì thực hiện bắt đầu in ra những cái đồng FTT. Đây là đồng coi coi sàn của sàn FTX mà cho vậy họ muốn in gì họ in thì họ in ra rất nhiều và trên cái sổ sách thì là tổng cái số tiền hiện tại nó chỉ là FTT mà thôi và tất cả những cái tài sản của Sam Anh Phi cũng chỉ là được 14 tỷ thì phần lớn là dựa trên là là đồng FTT thì khi mà thị trường họ lo sợ và họ bán và rớt giá như thế này thì gần như tài sản của FTT về không về không và thậm chí là tài sản của Sam bankman Phi cũng về không luôn và như vậy là do là ở đây là chúng ta không có tài sản thật, không có tài sản thật. Nguyên tắc của các sàn giao dịch là khi chúng ta gửi vào đó một ETH thì sàn cũng phải lưu giữ một ETH để bất kỳ khi nào chúng ta rút một ETH ra thì sẽ có, đúng không? Thế nhưng mà đối với FTX thì chúng ta gửi vào một ETH thì một ETH đấy được mang sang quỹ Alameda Research để trading hoặc để làm việc gì đó rồi ở trên sàn không còn nữa mà đợi trên sàn sẽ in ra cái đồng FTT với giá trị tương đương với một ETH để để sổ sách chứng minh là có giữ tiền của người dùng thì khi mọi người rút tiền ra thì thực sự số tiền đến không có bởi vì là FTT đã mất giá rồi đã đã xuống giá rất là thấp rồi cho nên là giá trị nó không còn tương đương với một ETH nữa thế thì các bạn thấy là đây là một cái sự kiện mà có thể đến thời điểm này Hôm nay là ngày 11 tháng 11 Thì um, pháp lý đã vào, vào cuộc Tức là ở đây đang có dấu hiệu là lừa đảo nhà đầu tư Ở đây đang có dấu hiệu là dùng tiền của nhà đầu tư Để mang đi thực hiện những cái giao dịch khác Nó sai cái nguyên tắc về đầu tư Đó thì các bạn thấy đây là toàn bộ cái chuỗi Cái chuỗi sự kiện xảy ra Và xuất phát từ một cái tweet của CZ của chủ sàn Binance. Và nhiều người nói rằng là CZ thì biết cái điều này rồi và cái tweet này chỉ là một cái khơi mào thôi và um, có thể đây cũng là một cái bước mà CZ um, CZ hạ đối thủ tức là sàn giao dịch uh, uh, FTX nhưng cũng có thể đây là một uh, mặt khác là CZ đã biết biết là uh, sàn FTX thực sự có vấn vấn đề có vấn đề về tài chính có vấn đề về về việc là lừa đảo người dùng như vậy do vậy là là CZ đã thực hiện để để cho cộng đồng thấy là sàn FTX cần phải bị uh, bị sụp đổ như thế thì tất cả mọi sự kiện nó diễn ra khá nhanh các bạn và rất nhiều cái thuyết âm mưu nằm sau cái sự kiện này tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng uh, Sam bankman Phi đó ngoài cái ngoài cái việc là uh, là chủ sàn FTX thì ngoài ra anh này thực ra uh, liên quan khá nhiều đến chính trị của Mỹ các bạn ạ. Tức là uh, trong cái đợt bầu cử của tổng thống uh, Biden á thì cái người mà uh, cung cấp cái số tiền ủng hộ cho tổng thống Biden để trong cái cuộc bầu cử năm 2020 á mà uh, thì Sam Bankman-Fried là người ủng hộ số tiền rất lớn hình như là là đứng thứ nhất hoặc thứ hai gì đó số tiền rất lớn và ủng hộ cho đảng cộng hòa và sau đấy các bạn nhớ là cách đây khoảng uh, gần một năm thì sàn Edwix và Sam Bankman Fried có có đưa ra một cái dự luật uh, về crypto và trình lên quốc hội của của uh, uh, của mỹ để để được phê duyệt và trong cái dự luật đấy thì có rất nhiều điều nó làm cho cái thị trường crypto này bị bị thâu tóm, bị khống chế. do vậy là um, uh, CZ, CZ là một cái người mà rất ủng hộ cái sự tự do của thị trường crypto. và ở trong một cái tweet thì CZ đã từng nói là uh, chúng tôi uh, tôn trọng đối tác nhưng chúng tôi không thể nào tôn trọng và không thể nào chấp nhận những người mà sử dụng tiền đó để đi vận động hành lang để để thâu tóm để khống chế cái thị trường crypto này. Tức là ý ở đây là gì? Là Cz không 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 muốn Sam bankman Phi dùng quyền lực, dùng tiền và dùng những cái sự ảnh hưởng của mình để đưa ra tác động đến chính trị, lobby hành lang, à, vận động hành lang để đưa ra những cái luật nó không tốt cho thị trường. Và đây là cái cách mà Cz à, khơi mào cho một cuộc chiến và nói chung là Hạ bệ uh, Sam Banh Mình Phi để Sam Banh Mình Phi không thể tiếp tục thực hiện những cái hoạt động mà uh, chính trị, uh, chính sách liên quan đến trị trường crypto nữa. Và nó cũng là một cái điều Ngọc, cá nhân Ngọc thì nghĩ là nó là một cái điều uh, uh, sẽ phải xảy đến thôi. Bởi vì thực ra Ngọc thấy Sam Banh Bình Phi là, là một người khá là trẻ và cái tư duy của Sam Banh Mình Phi không phải là tư duy của một doanh nhân để cống hiến cho cái thị trường crypto này. Mà cái tư duy của Sam bankman Phi là cái tư duy của một cái người mà à, giống như xuất thân từ một trader, một người giao dịch. Do vậy là cái đầu óc của những cái người giao dịch là họ họ luôn sử dụng những cái mánh khóe trong giao dịch và họ họ, họ sử dụng đòn bẩy rất là lớn. Ví dụ như các bạn thấy là tóm lại là ngọc cảm thấy họ họ không phải là một cái người có thể xây dựng nên một cái doanh nghiệp một cái nền tảng nó nó giá trị ngay cả việc là các bạn thấy là cái sàn FTX này trong thời gian ngọc sử dụng ngọc thấy cái trải nghiệm người dùng và mọi thứ nó nó rất là không không tốt mà ngược lại cái sàn binance của của CZ ấy, không phải là ngọc nói tốt CZ nhưng mà ý ngọc đang nói là họ tạo ra những cái sản phẩm nó khác biệt hoàn toàn so với tư duy của một cái cái người không phải xuất thân là một doanh nhân, không phải có đầu óc tư duy về doanh nhân mà là là tư duy của một người giao dịch, của một người giao dịch. Đó ý Ngọc chia sẻ là như vậy. Thì cái việc mà sàn cái 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 sự kiện của sàn FTX nó diễn ra thì Ngọc nghĩ rằng nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường thì cái này Ngọc nghĩ là tác động rất là lớn đấy các bạn tức là hiện tại các bạn thấy là Bitcoin đã đã có thời điểm là các bạn thấy là đây rớt về 15.000 đô, 15.200 đô à, vào ngày 10 tháng 11 và ngày hôm qua thì tối hôm qua cái sự kiện à, chỉ số CPI của Mỹ à, à, đã đã giảm về mức 7,8% thì đã kéo giá Bitcoin lên. Thế nhưng các bạn thấy là nó kéo này nó kéo Bitcoin giảm xuống và toàn bộ thị trường rất là 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 lo sợ và đây là cái sự kiện mà không đáng có nó làm cho cái uh, cái niềm tin cái lòng tin của cộng đồng của nhiều người sẽ 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 bị uh, lung lay ấy. giống như kiểu là mọi người cảm thấy là à, Tại sao cứ có những cái sự kiện như uh, du của Luna rồi các cái sự kiện uh, của các cái cái uh, công ty như Celsius phá sản giữ tiền của người dùng hay là quỹ đầu tư Theri Capital ở Singapore đợt vừa rồi của huzu cũng bị phá sản và mọi người mất rất nhiều tiền thì tiếp theo ngay sau vài tháng lại đến cái sự kiện của của FTX thì mọi người mất niềm tin, mất niềm tin vào thị trường. Và những cái người mà hoạch định chính sách, những cái người mà không thích cái thị trường crypto này, họ lại nhìn vào những cái sự kiện này để họ lấy cái cớ để tiếp tục đưa ra những cái nhận định, những cái chính sách nó nó không tốt cho thị trường đó thì ngọc nghĩ rằng đấy là những cái tác động lớn hơn à, về dài hạn hơn và nhưng nhưng ở trong một cái tác động mà không tốt thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có những cái tác động cực kỳ à, cực kỳ tốt các bạn tức là ví dụ như là đây là một cái cái tác động tốt này là các bạn thấy là ngay ngay sau khi cái sự kiện mà mà FTX xảy ra đó thì hiện nay có một cái làn sóng đó là tất cả những cái sàn giao dịch thì đang được kêu gọi là phải công khai công khai tất cả công khai tất cả những cái uh, những cái địa chỉ lưu uh, lưu cái tài sản thực của các cái sàn thì các bạn thấy là ngay tối hôm qua thôi sàn FTX cũng đã bắt đầu công khai những cái địa chỉ ví là họ đang thực sự hiện có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản. Và có một số sàn khác cũng đã bắt đầu tham gia cái phong trào này. Tức là cái gì? Cái sự kiện FTX này nó sẽ thanh lọc cái thị trường thị trường này và nó khiến cho mọi thứ dần dần sẽ minh bạch hơn. Thì uh, thực ra uh, nó phải xảy ra thôi các bạn, bởi vì khi nó xảy ra rồi thì chúng ta mới mới biết được rằng là à các cái sàn nó có khả năng À, hút tiền của người dùng nó mang tiền của người dùng đi làm những cái công việc như vậy à, và FTX đã cho chúng ta nhận ra một cái bài học và cái bài học đối với các nhà đầu tư cá nhân ở đây giống như Ngọc là gì à, chúng ta không bao giờ tin tưởng bất kỳ một cái sàn giao dịch nào chúng ta có thể mua bán giao dịch nhưng mà chúng ta hoàn toàn không thể lưu giữ tiền của chúng ta 100% ở trên các cái sàn này À, ngay cả sàn Binance cũng vậy Hiện nay thì ví dụ Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là Nó là một cái sàn uy tín Nó có tiềm lực tài chính tốt Thế nhưng có thể là trong tương lai Nó cũng sẽ không lừa đảo Người dùng giống như sàn FTX Nhưng ví dụ như là Có một cái tác động về chính sách nào đó Mà điều tra Cái sàn Binance này hoặc là cấm sàn Binance này Thì tất cả tài sản của chúng ta Khi mà cái chính sách nó ra hoặc nó bị Cái sự kiện về chính sách đấy nó cũng sẽ khoảng đóng băng tất cả những cái tài sản của chúng ta thì tức là ý của Ngọc nói là bất kỳ điều gì nó cũng có thể xảy ra trong cái thị trường tài chính thị trường crypto này do vậy cái việc mà để chúng ta bảo quản cái tài sản của chúng ta đó là chúng ta không tin không tin bất kỳ một cái sàn giao dịch nào và trong quá khứ đã cho chúng ta rất nhiều bài học à, sàn mà uh, Mygos uh, bây giờ là sàn FTX là uh, trước đây một vài tháng thì là uh, công ty Celsius, công ty mà chuyên lending mọi người gửi tiền và lấy lãi sau đấy chúng ta cũng không thể rút ra được được chưa đó đấy tức là tất cả những cái nền tảng chúng ta không thể tin bất cứ nền tảng nào chúng ta tự quản lý cái 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 tài sản của chúng ta cái crypto của chúng ta bằng cách là lưu giữ ở nhiều sàn khác nhau lưu giữ ở các cái ví riêng lẻ ngoài sàn uh, và các ví thì cũng có thể ví nóng ví lạnh tùy chúng ta phải phải phân bổ các tài sản của chúng ta nhiều nơi đó thì đây à, đây là một cái bài học đầu tiên mà Ngọc rút ra được tiếp theo ở trong cái sự kiện FTX này ừ, và quan điểm cá nhân của Ngọc thì à, sắp tới sẽ như thế nào thì thời điểm này chưa biết các bạn nhưng Ngọc tin chắc rằng à, chúng ta sau cái sự kiện của FTX này này thì chúng ta sẽ thấy là à, khoảng trong vòng 1-2 tháng tới thì bắt đầu sẽ có những cái có những cái công ty mà họ sẽ lộ diện tức là những cái công ty mà họ đang bị dính tiền đầu tư trong cái cái uh, sàn ftx à, hoặc là liên quan đến cái uh, công ty alameda research tức là các bạn thấy là trong vòng 3 bốn năm qua thì tổng số tiền mà huy động được từ các cái uh, nhà đầu tư đó vào Alameda Research và FTX lên tới 10 tỷ đô la. 10 tỷ đô la. Mà hiện nay thì không có nhiều công ty lên tiếng là đã bị mất bao nhiêu tiền. Có thể là họ bị mất nhưng mà các bạn thấy là trong vòng 1-2 tháng tới thì sẽ lộ diện tất cả những công ty. Thì tất cả cứ khi mà nó một cái công ty lên tiếng là bị thua lỗ, bị dính tiền ở trong trong FTX hoặc là Alameda Research thì thị trường lại lo sợ. Thì Ngọc nghĩ rằng trong vòng uh, 1 đến 3 tháng tới, thị trường uh, sẽ còn nhiều cái con sóng nhỏ nhỏ và chưa thể hồi phục ngay được. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó sẽ dần dần uh, dần dần nó ổn định nếu như không có thêm những cái sự kiện uh, nào nữa giống như FTX thì uh, chúng ta có thể hy vọng là là trong vòng uh, 6 tháng nữa thì thị trường sẽ bắt đầu quay trở lại. Bởi vì thực tế ra là là uh, sự kiện uh, ở trong trong crypto này thì nó có liên tục các bạn nó có liên tục nhưng cái người giao dịch những nhà đầu tư thì quên nhanh lắm quên nhanh lắm ngọc còn nhớ là là cách đây mới vài tháng thôi khi mà cái thông tin về ust của nuna bị mất phép và bắt đầu bị bán ồ ạt và nuna từ từ gần 100 đô giảm về gần như là con số 0 thì lúc đấy thị trường giống như kiểu là mọi người sụp đổ rồi không còn gì nữa thế nhưng mà sau đấy chỉ vài tháng thì mọi người lại bắt đầu ổn định và tiếp tục bây giờ lại đến ftx đó, chỉ tiếc là chỉ tiếc là trong cái năm 2022 này nó có quá nhiều cái sự kiện à, đáng buồn xảy ra cho cái thị trường crypto này các bạn ạ. Do vậy là ok, đây là một cái cái video mà Ngọc chia sẻ có lẽ là à, để hy vọng là qua những cái chia sẻ của Ngọc thì các bạn nắm được, hiểu được, sâu chuỗi được tất cả những cái cái sự kiện mà đang diễn ra đối với sàn FTX. Thì hiện nay đó Thế đến thời điểm này thì FTX cũng chưa có thông tin chính sức Là nộp đơn phá sản đâu các bạn Chưa có Sam Banh Bình Phi thì Tối hôm qua còn chia sẻ một cái tweet Rất dài Tới 22 phần Nhưng mà Tóm lại là xin lỗi Quan trọng là, là xin lỗi tất cả mọi người trên thị trường Và đang tìm cách để tiếp tục Kiếm tiền Kiếm tiền để tiếp tục Đổ vào sàn FTX để để tăng tính thanh khoản và hy vọng là có thể phục vụ. Nhưng mà hiện nay thì Ngọc nghĩ rằng là pháp lý ở ở Hoa Kỳ và ở rất nhiều các cái quốc gia khác đã vào cuộc do vậy là có lẽ là sàn FTX thì Ngọc nghĩ rằng là chúng ta cần phải theo dõi thêm và chắc là có lẽ là cũng sẽ phá sản thôi bởi vì là 10 tỷ đô là một số tiền rất lớn. Bây giờ khó có nhà đầu tư nào có thể cho tiền vào ngay cả ngay cả CZ ở sàn Binance đã đã làm việc với với sàn FTX để mua dự kiến là mua lại mua lại trong trong cái ngày 10 ngày 9 tháng tháng 11 tuy nhiên là chỉ sau nửa ngày để đánh giá tất cả tình hình tài chính của sàn FTX thì CZ đã đã chính thức sàn Binance đã chính thức tuyên bố là là không mua không mua không thâu tóm sàn FTX nữa cái lý do thì không nói nhưng chắc chắn là khi mà người ta nói là người ta không mua thì người ta đã đã thấy được rằng một cái lỗ hỏng tài chính hoặc là một cái vấn đề rất lớn trong sàn ftx rồi uh, do vậy là là học nghĩ rằng là sàn ftx thì cũng sẽ sẽ phá sản thôi phải nộp đơn phá sản thôi hy vọng là làm sao đấy để những bạn nào mà còn kẹt tiền ở trong sàn ftx thì có thể được quýt ro được trả lại là tốt nhất là tốt nhất còn uh, cái cái uh, cái danh tiếng cái sự uy tín thì ngọc nghĩ là đối với sàn ftx thì đã mất rồi mất rồi hy vọng là thông qua cái video này thì các bạn hiểu hơn được cái sự kiện đang diễn ra ở trên thị trường crypto và liên quan đến sàn ftx à, các bạn có thêm những cái câu hỏi nào về sự kiện này những cái chia sẻ những cái nhận định của các bạn các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này và ngọc sẽ cùng thảo luận cùng với các bạn cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo